Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hoàng Lê hé lộ về Hà Thanh Xuân sau ly hôn. Tôi không biết do Xuân yêu tôi hay muốn độc thân. Hà Thanh Xuân có hứa với tôi rằng từ nay về sau sẽ không quen ai, ở vậy tới già, Quang Lê tiết lộ. Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã có mặt tại một buổi livestream giao lưu với khán giả cùng danh hài Thúy Nga. Tại buổi livestream này, Thúy Nga tỏ vẻ giận dỗi, đòi trả nhẫn khi biết chuyện Hà Thanh Xuân vừa đi Nhật cùng Quang Lê. Trong lúc Quang Lê đang tự khen mình dạo này đẹp trai, Thúy Nga cả miệng: đúng rồi, dạo này Quang Lê yêu Hà Thanh Xuân thì phải đẹp chứ. Quang Lê nghe vậy liền thanh minh: Thúy Nga cứ đổ lỗi cho Hà Thanh Xuân không à? Hà Thanh Xuân bây giờ là độc thân nhưng chưa sẵn sàng, tức là vẫn có giá lắm. Quang Lê còn tiết lộ một điều về Hà Thanh Xuân sau khi ly hôn. Hà Thanh Xuân có hứa với tôi rằng từ nay về sau sẽ không quen ai, ở vậy tới già, muốn độc thân mãi mãi. Tôi không biết ý của Hà Thanh Xuân là gì. Hôm đó tự nhiên gặp tôi rồi bảo: anh à, từ giờ em sẽ ở, vậy tới già. Tôi không biết do Hà Thanh Xuân yêu tôi hay do muốn độc thân thật. Hà Thanh Xuân bây giờ như kiểu Xuân buồn Xuân chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ Xuân hoài. Bây giờ Xuân chẳng còn chi, trong nhân gian có kẻ chung tình. Vậy đó được biết, Hà Thanh Xuân và Quang Lê có mối quan hệ khá thân thiết, nên nhiều lần bị đổi yêu nhau. Thậm chí, cả hai còn đến nhà nhau ở cả Việt Nam và Mỹ để chơi, ra mắt bố mẹ. Mãi tới khi Hà Thanh Xuân kết hôn cùng Vua Cá Coi, Quang Lê mới lên tiếng, giải thích rằng họ chỉ là bạn bè để khán giả không lời ra tiếng vào. Sau này, Hà Thanh Xuân chia tay nhưng cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Quang Lê tới tận bây giờ. Ngoài Hà Thanh Xuân, Quang Lê còn có mối quan hệ thân thiết với Mai Thiên Vân và gần đây là Thúy Nga. Thúy Nga còn tới nhà mới xây của Quang Lê và bảo anh xây một phòng cho mình, một phòng cho Mai Thiên Vân, một phòng cho Hà Thanh Xuân để ở chung nhà. Khi ca sĩ Hà Thanh Xuân về chung một nhà với Vua Cá Coi, khán mô bằng một đám cưới hoành tráng, rất nhiều thông tin về cô đã được khán giả quan tâm chú ý trở lại. Rất nhiều người cho rằng trước đây, Hà Thanh Xuân và Quang Lê đã từng có thời gian hẹn hò mặn nồng. Bằng chứng là có nhiều bức ảnh hoặc video ghi lại những khoảnh khắc thân thiết trên mức bạn bè giữa hai người. Mới đây, Quang Lê đã chính thức lên tiếng về nghi vấn tình cảm năm xưa trong một chương trình trò chuyện với ca sĩ Mai Thiên Vân. Quang Lê đã nhấn mạnh rằng anh và Hà Thanh Xuân không phải tình nhân như nhiều người lầm tưởng, nói về những hành động mùi mẫn như đút cho nhau ăn, người tóc hoặc thắt cả vạt cho đối phương trong các video. Quang Lê cho rằng trước máy quay thì anh và Hà Thanh Xuân cần thể hiện tình cảm đặc biệt. Quang Lê thừa nhận anh cùng Hà Thanh Xuân đã làm việc với nhau lâu dài, có thiện cảm với nhau nên mới có thể thực hiện rất nhiều hành động, lời nói riêng ràng dành cho nhau, tạo nên những video như vậy. Cũng từ các video này mà khán giả bèn suy luận rằng họ đang yêu nhau dù thực tế không phải, khi nam ca sĩ coi Hà Thanh Xuân như em gái mà thôi. Hà Thanh Xuân cũng đã mời Quang Lê tới dự đám cưới cô ở Việt Nam, nhưng khi đó nam ca sĩ đang ở Mỹ nên không thể có mặt. Vậy là người trong cuộc đã làm rõ nghi vấn Quang Lê và Hà Thanh Xuân từng hẹn hò. Còn hiện giờ, Hà Thanh Xuân cùng Vua Cá Coi Thắng Ngô đang chung sống rất hạnh phúc, dù đã phải đối mặt với khá nhiều ồn ào. Vào chiều ngày 28 tháng 3, Vua Cá Coi Thắng Ngô đã đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân. Anh lên tiếng làm rõ trước bài đăng mạo danh, sử dụng hình ảnh của bản thân, bày tỏ mong muốn tìm người yêu trong một hội nhóm có gần 70.000 thành viên tham gia. Cụ thể, người này lấy hàng loạt hình ảnh của Thắng Ngô và đang tìm kiếm nửa kia, thành viên mới, mong muốn tìm được đối tượng để yêu thương. Sau đó, Vua Cá Coi đã thẳng thắn phủ nhận và cho biết bị giả mạo. Ngoài ra, anh còn kêu gọi mọi người báo cáo trang cá nhân của người mạo danh mình. Vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội râm ran lan truyền thông tin về việc nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân và nam ca sĩ Quang Lê đã kết hôn. Sau đó, quản lý Quang Lê đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này không đúng. Nhiều người dùng mạng lấy hình ảnh cả hai chụp cùng từ lâu để lan truyền. Cả hai là anh em thân thiết trước đó trên kênh YouTube. Quang Lê khẳng định giữa anh và Hà Thanh Xuân chỉ là anh em đồng nghiệp đứng chung sân khấu, đi hát cùng nhau nên thân thiết. Trong các vlog, chúng tôi có nhiều hành động, lời nói thân mật nhưng chỉ là quay thôi, ở ngoài không có gì hết. Nam ca sĩ chia sẻ,
Vào tháng 5 năm 2022, vua cá coi thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã quyết định về chung một nhà chỉ sau vài tháng tìm hiểu đối phương. Tuy nhiên sau đó, chuyện tình của cặp đôi đã chấm dứt trong vánh trong sự ngỡ ngàng. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2023, trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo cô và vua cá coi thắng Ngô đã đường ai nấy đi. Nữ ca sĩ khẳng định cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và cuộc hôn nhân của cô đã chấm dứt cách đây một năm. Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai gia đình và người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng thì đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy, Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội. Hà Thanh Xuân chia sẻ, nữ ca sĩ cho biết đã sống một mình trong gần một năm qua do cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề không phù hợp. Kể từ khi Hà Thanh Xuân thông báo chia tay với vua cá coi thắng Ngô, cuộc sống của cả hai vẫn được dân tình chú ý. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống và công việc hàng ngày. Ngoài ra vua cá coi cũng thoải mái tương tác với mọi người, kể cả bình luận về Hà Thanh Xuân. Hà Thanh Xuân từng là cái tên nhận sự chú ý đặc biệt của công chúng sau khi dính nghi vấn là người thứ ba chen chân vào hôn nhân của vợ chồng vua cá coi thắng Ngô. Tưởng chừng như đám cưới hạnh phúc của cả hai đã là một cái kết đẹp thì vào giữa năm 2023, giọng ca Khải Hoại chính thức xác nhận đã đường ai nấy đi với chồng đại gia, thừa nhận chuyện chỉ tổ chức đám cưới chứ chưa từng kết hôn. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân ồn ào, Hà Thanh Xuân vẫn tiếp tục chạy sâu, né tránh nhắc đến người cũ. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện trong live show kể những chuyện tình của Quang Lê được tổ chức tại Cung Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội hôm 16 tháng 3. Mỹ nhân sinh năm 1988 song ca cùng đàn anh trong ca khúc Tình Đời và thể hiện riêng bài hát Chán Anh Ghê. Lần đầu tiên em nói dối, trước khi kết hôn với vua cá coi, Hà Thanh Xuân nhiều lần dính nghi vấn hẹn hò với Quang Lê. Cả hai từng cực kỳ thân thiết, quen biết cả gia đình hai bên và được đồng nghiệp, khán giả đẩy thuyền nhiệt tình vì quá đẹp đôi. Tuy nhiên, trong mối quan hệ giữa cô và Quang Lê không còn thoải mái như trước. Dù vậy, sau tất cả biến cố, họ vẫn đứng cùng sân khấu và cho thấy sự đồng điệu trong âm nhạc, giọng hát mỗi khi song ca.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.